Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn An, sinh năm 1999, ngụ ấp Vinh Hội, xã Giang Quế Tây, về tội cướp giật tài sản. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2022, An nảy sinh ý định tìm người bán giấy số dạo để cướp giật. An điều khiển xe máy biển kiểm soát 71AB 01838 đi trên các tuyến đường để tìm. Khi đến khu vực cầu Cả Bướm thuộc ấp Vinh Thái, xã Giang Quế Tây, thấy ông Nguyễn Văn Dình, sinh năm 1959, ngụ ấp Dinh Tân, xã Giang Quế Đông, đang chạy xe đạp đi bán vé số. An gọi ông Dình lại, giả giờ hỏi mua. Ông Dình đưa cho An 115 tờ vé số để chọn. An cầm vé số rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Ông Dình chạy xe đạp đuổi theo và truy hô nhưng không kịp. Sau đó ông Dình đã đến công an xã Giang Quế Tây để trình báo. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên công an huyện Bình Đại đã nhanh chóng xác định được An chính là người cướp giật vé số của ông Dình thời điểm cận tết tình hình tội phạm diễn biến rất phức tạp mọi người cần nâng cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản không tạo sơ hở để kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội